Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Secret Key Rose Water Bay Gel Cream giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Loại hoa hồng Pháp Rosa Centifolia cao cấp nhất sản phẩm chỉ sử dụng thành phần chiết xuất từ hoa hồng cao cấp. Thu được khi tách từng nhánh, từng lá hoa hồng rồi đem đi trưng cất. Loại nước hoa hồng này đã được hoàng thất dùng trong suốt 10 thế kỷ qua. Bí mật từ thành phần hoa hồng, chứa lượng vitamin C giúp da khỏe mạnh gấp 20 lần so với chanh. Phẩy chấm, chứa lượng estrogen nội tiết tố nữ gấp 8 lần so với lựu. Chứa lượng vitamin A giúp da săn chắc gấp 20 lần so với cà chua. Gạch nối dấu lớn hoa hồng xinh đẹp chứa rất nhiều loại vitamin, giúp cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho da. Secret Key Rose Water Bay Gel Cream là kem dạng gel rót đầy độ ẩm vào da một cách nhanh chóng và dưỡng da mềm mại nhờ chứa thành phần Hyaluronic Acid và nước hoa hồng cao cấp. Phẩy chấm, thành phần nước hoa hồng 99.5 ppm và chiết xuất từ hoa hồng 50 ppm giúp dưỡng da sáng ngời. Cung cấp độ ẩm và mang lại một làn da ẩm mượt căng tràn sức sống mang lại một làn da dầu dinh dưỡng nhờ cung cấp estrogen và nhiều loại vitamin. Phẩy chấm, hương hoa hồng ngọt ngào sẽ cải thiện tâm trạng, giúp bạn có một giấc ngủ sâu, không chỉ dưỡng da mà còn giúp tinh thần thoải mái hơn. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.